Xin chào mọi người nha. Hôm nay là một ca tháo mũi cho một khách hàng. Em này mũi bị viêm nha. Em đã sửa 4 lần rồi. Vậy hiện tại lần thứ 4 thì nhìn mũi đã bị viêm. Và phần bên trong sầu đèn thì Lê đã thấy bị thủng niêm mạc, trạng là bị sẹo và co rút. Và hiện tại là chân tụ mũi của em này nó bị lỗn vào do những lần sửa quá nhiều. Và hiện tại sẽ có hai sợi chỉ ở đây nó bị lồi ra phần này trong nâng mũi. Mà nếu như làm sai kỹ thuật thì gặp rất là nhiều biến chứng và rủi ro. Và hiện tại phần đầu mũi của em này nó rất là to và bao sơ nhiều, và đặc biệt là tình trạng giãn mô mạch mũi. Nhìn sống hiện tại rất là bị thô. Sau khi lấy sụn ra thì mọi người nhìn thấy cái sụn nó giống như một chiếc thuyền Titanic, rất là to và dài. Sống mũi đã được lấy ra mềm mại và Ly đã mài nhẹ một tí xương gồ. Và mọi người nhìn thấy phần chốt mũi Ly đã bỏ một chút bao sơ và làm cho độ mũi và lỗ mũi đẹp hơn nha.